cảm ơn em nhiều vì đã diễn kịch với anh. Bây giờ Tạ Bạch Tuyết đã hoàn toàn thất vọng, còn có thể nghiêm túc đi tìm người đàn ông thích hợp cho mình. Sẽ không tại vì anh mà lãng phí tuổi xuân và cuộc đời của mình nữa. Hiện giờ Bạch Tuyết chắc đang quay quảng cáo ở Vạn Lý. Bộ anh thật sự không muốn tới xem sao? Triệu Hưng đã tới đó rồi. Anh đi để làm kỳ đà cản mũi sao? Em đừng có thấy Triệu Hưng tính tình nó khờ khạo, kiểu như là không có biết gì hết. Cũng chính vì như vậy, kiểu thật thà của cậu ta kết hợp với Tạ Bạch Tuyết đơn thuần bẩm sinh đó mới là xứng đôi. Hai người họ ngoài tính cách ra, tuổi tác cũng rất là tương xứng. Anh nói thật cho em biết, Triều Hưng á, bề ngoài còn rất đẹp trai, nó sẽ không làm mất mặt Bạch Tuyết đâu. Anh tưởng em không hiểu anh sao? Anh có nghĩ như vậy thật hay không? Rõ ràng anh không thể nào qua được cái ải tuổi tác, có đúng không? Ơi, có điều trước đây lúc anh ngoại tình, sao lại không lo lắng tuổi tác khác biệt quá nhiều? Còn bây giờ càng lúc càng nhát gan vậy. Em chỉ thích nó móc anh không à? Bây giờ như vậy, trước đây anh là cầm thú, bây giờ anh trở thành người rồi, vậy em vừa lòng chứ? Ăn thôi, miệng dùng để ăn cơm đó, đừng có nói chuyện nữa. Bây giờ là tin về một vụ tai nạn mới xảy ra. Khu vực ngắm cảnh ở Vạn Lý cũng là nơi quay ngoại cảnh rất nổi tiếng. Vì lúc rồi quay quảng cáo đã xảy ra một sự cố đáng tiếc. Nữ diễn viên vừa ra diễn không may bị rơi xuống nước, đang được cấp cứu khẩn cấp. Tình hình cụ thể lát nữa sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả. Vạn Lý, Tạ Bạch Tuyết. Tạ Bạch Tuyết. Chú Vị Triết, chú Vị Triết, chú Vị Triết. Không cần thôi, chú Vị Triết. Tạ Bạch Tuyết, Tạ Bạch Tuyết, Tạ Bạch Tuyết. Cô phải cố gắng lên. Cô cố gắng lên có nghe hay không? Tạ Bạch Tuyết, Tạ Bạch Tuyết, Tạ Bạch Tuyết, Tạ Bạch Tuyết. Làm ơn, tôi là người nhà của cổ, cho tôi vô đi. Hãy cho tôi vô đi. Không được đâu, hiện giờ mạch đập của cổ rất yếu, phải mau được tới bệnh viện. Tạ Bạch Tuyết, tôi không cho cô ngừng thở. Tôi không cho. Cô còn chưa nghe tôi nói tôi thích cô mà, cô không thể chết được. Tạ Bạch Tuyết, tôi rất thích cô. Tôi thật sự rất thích cô, có nghe thấy không? Tạ Bạch Tuyết, cô nghe thấy không hả? Tôi nghe thấy rồi. Người có bề ngoài rất giống tôi để đóng thế cho tôi. Lúc nãy nhìn thấy cảnh của bị chết đuối, tôi cũng rất sợ. Tôi nghĩ nếu như ngày hôm nay người rơi xuống nước là tôi, vậy thì bà của tôi, mẹ và cả anh nữa sẽ như thế nào?
Vị Triết. Trong cùng một thời gian, tôi nghĩ tới bà, tới mẹ và cả anh nữa. Vậy anh đối với tôi quan trọng cỡ nào, anh có biết hay không? Cũng may là bây giờ tôi còn có thể yên lành đứng ở đây, được nhìn thấy anh tới. Anh có biết không, nhìn thấy anh tôi thật sự mừng lắm. Chị dâu cũ, em thất tình rồi. Triều Hưng, chuyện hẹn hò chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời con người. Ít ra tình cảm này của em không làm tổn thương tới bất cứ ai. Nghĩ thoáng đi, thành tâm thành ý chúc phúc cho họ. Hả? Em biết rồi, trạm tiếp theo sẽ hạnh phúc vậy. Cho anh nói vậy đâu, Chung Vị Triết, em không cho anh lẩn tránh nữa. Những gì anh nói lúc nãy em đã nghe hết rồi. Anh nói là anh thích em, cho nên lần này em tuyệt đối không bỏ tay ra nữa đâu. Danh tiếng của chị trong giới y học, chỉ cần chị ủng hộ ý kiến trung tâm nghỉ dưỡng của tôi, giúp tôi thuyết phục dì Nhân Phụng, kêu dì ấy đừng thu hẹp quy mô trung tâm nghỉ dưỡng, tôi tin là dì Nhân Phụng chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ càng lại. Tử Kỳ, thật ra tôi đã nghe Hiểu Định nói miếng đất ở Tịch Chỉ là do cậu âm thầm cưỡng ép đoạt từ tay của Diệp Tuấn Anh. Nói thật lòng, tôi cho rằng quá trình này không thỏa đáng lắm, cũng khó trách Trình Nhân Phụng lại cảm thấy bất an. Gia tính của bà ấy, chắc bà sẽ nhường đất lại cho Nhã Hân. Vậy thì mới có thể ủng hộ kế hoạch làng dưỡng sinh của Diệp Tuấn Anh. Thật ra bà ấy là như vậy cũng rất thỏa đáng, không phải hay sao? Tôi cho rằng đất đai thiếu gì, cậu không nên gấp gáp làm gì. Còn nữa nha, cậu làm việc có phần nôn nóng như vậy là không tốt lắm đâu. Được rồi, Jasmine, hay là tôi mời chị ăn cơm. Luôn tiện bạn với chị kế hoạch của tôi, để chị coi thử có thể cho tôi ý kiến gì không. Hoàng Nhân Ly, cô lại muốn làm gì với chủ tịch Trình nữa đây? Không có, hai người đừng có hiểu lầm nha. Tôi chỉ đang nói chuyện bầu cử của Tôn Kiến Đình mà thôi. Tôi đang muốn nhờ chủ tịch Trình ra mặt công khai ủng hộ cho Tôn Kiến Đình mà thôi. Nếu không thì mẹ kế của Tôn Kiến Đình cũng không ủng hộ cho ảnh. Tôi sợ việc này sẽ ảnh hưởng tới bầu cử của anh ấy đó. Hoàng Nhân Ly, nếu như cô còn tiếp tục đeo bám không buông Tôn Kiến Đình, dì Nhân Phụng lý nào lại ủng hộ cho anh ta? Chỉ cần cô rời khỏi Tôn Kiến Đình thì dì Nhân Phụng tự nhiên sẽ giúp anh ta. Cô càng nói chỉ càng hư chuyện thôi. Xin lỗi, đây là chuyện của tôi và Tôn Kiến Đình, không liên quan gì tới hai người. Tiểu Ái, đi thôi. Alo. Được, tôi sẽ qua đó liền. Tử Kỳ, xin lỗi nha, đột nhiên tôi có chuyện gấp cần phải xử lý, tôi đi trước đây.